Ái xin chào các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono Sài Gòn. Hiện tại là em đang có mặt trên đường Điện Biên Phủ nè các anh chị. Đường Điện Biên Phủ là đường một chiều đi từ trung tâm quận 3 đi ra Hàng Xanh nha các anh chị nhé. Thì hôm nay em mời các anh chị cùng em đi một vòng lang thang trên đường Điện Biên Phủ này, xem đường Điện Biên Phủ này ngày hôm nay như thế nào nhé. Đặc sản của đường Điện Biên Phủ như là đèn xanh, đèn đỏ rất là nhiều các anh chị. Bởi vì một tuyến đường cũng khá là dài và có rất là nhiều những đường nhánh cắt ngang, nên đi trên cái đường Điện Biên Phủ này thì chịu cái cảnh là đèn xanh, đèn đỏ rất là nhiều. Đường Điện Biên Phủ này thì có chiều dài khoảng 7 km, và 7 km bắt đầu từ vòng xoay Lê Hồng Phong đến Thế Tổ đổ ra cho đến cầu Sài Gòn các anh chị nhé, và khoảng 7 km, và được mang tên là Điện Biên Phủ, một trong những cái tên khá là nổi tiếng của chiến dịch chiến tranh Việt Nam anh chị ha. Đây là đường Trương Định nè, đó Trương Định, đây là Điện Biên Phủ. Đường Điện Biên Phủ là một trong những con đường cũng khá là lâu đời, có mặt rất là sớm từ khi Sài Gòn được thành lập, và có những cái hàng cây cổ thụ rất là cao to, tạo nên bóng mát cho cái con đường Điện Biên Phủ này. Đây là Trần Quốc Thảo nè, ngã tư mình vừa đi qua là Trần Quốc Thảo, Điện Biên Phủ. Đây còn có Đại sứ quán Campuchia, dạ anh chị, Đại sứ quán Campuchia. Bây giờ thì dọc theo cái con đường Điện Biên Phủ này có rất là nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên khá là đẹp. Bây giờ là tầm khoảng 10 giờ sáng đó các anh chị, mà thấy anh chị thấy con đường Điện Biên Phủ này khá là đông xe không? Dạ. Nói thì lúc nào cũng đông đúc như vậy. Đây là ngã tư Lê Quý Đôn, dạ, Lê Quý Đôn Điện Biên Phủ. Lúc nào nó cũng đông đúc như vậy anh chị, nhất là tầm vào giờ cao điểm thì nó lại đông xe hơn rất là nhiều. Trời. Nhất là những cái giờ buổi chiều thì người ta đi làm về, ta đi cái đường Điện Biên Phủ này rất là nhiều các anh chị. Đây là các anh chị thấy có những cái cây rất là cao to không? Và cái gốc rất là to luôn. Chứng tỏ là cái con đường này nó có mặt khá là sớm trên đất Sài Gòn này. Những cái cây như vậy là phải từ 3-400 năm rồi đó các anh chị, 3-400 năm mới được những cái hàng cây cổ thụ cao to như thế này. Và đây là ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Lượng xe máy ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình thì rất là đông, rất là nhiều. Nên các anh chị thấy gọi là nhìn là chen chúc toàn là xe máy không. Thì hy vọng thì sau này Sài Gòn phát triển thêm nhiều cái tuyến metro để cho bà con mình có thêm nhiều cái phương tiện công cộng để lựa chọn, hạn chế được xe máy chị ha. Đây là ngã tư Bách Tơ. Chỉ có phát triển phương tiện công cộng thì mới hạn chế được xe máy thôi. Chứ bây giờ mình cấm xe máy mà mình không có cái gì cho người dân ta đi thì cũng không có được. Phát triển công cộng ở đây thì là những cái tuyến metro, và những tuyến metro ngầm hoặc là những tuyến metro trên cao, rồi phát triển thêm xe buýt để phục vụ cho người dân đi lại. Nếu bây giờ không có phương tiện gì công cộng giúp cho người dân đi lại thuận tiện hơn thì buộc họ phải đi xe máy thôi. Nên các chị nhìn lượng xe máy rất là nhiều, rất là đông trên đường phố Sài Gòn cũng như là đường phố của Việt Nam mình. Những người bán theo lề đường nè các anh chị. Bánh ướt 15k, bún xào 15k, bún thịt tướng 20k. Wow, có cá lê thia nữa nè. Rùa ba ba con đem bán làm ba ba kiển,
Rồi đây có măng cục 25.000 1 phần 2 kg là 50.000 1 kg. Bán ở lề đường hay có cái chiêu đó anh chị, là 1 phần 2 kg. Ai nhìn tưởng đâu rẻ tấp xe vào mua, nhưng mà thật sự là giá chỉ có 1 phần 2 kg thôi, nên là phải nhân hai giá tiền lên. Cà phê mang đi, cà phê Việt Nam. Thật ra thì ở Việt Nam cũng như là ở Sài Gòn thì người dân giống dọc theo lề đường rất là nhiều các chị. Dạ, bám theo trục lộ, bám theo lề đường để mà tìm kế mưu sinh rất là nhiều. Như đây là anh bán bao da điện thoại nè, bao da điện thoại. Và đây là Hai Bà Trưng, dạ Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ. Bên trái mình là công viên Lê Văn Tám đó các anh chị. Dạ đây là công viên Lê Văn Tám nè. Một cái công viên cũng rất là lâu đời và rất là đẹp trên thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa nó cũng là một cái nghĩa trang. Sau này giải tỏa cái nghĩa trang, xây dựng lên một cái công viên rất là đẹp. Đây là Phùng Khắc Khoan. Đường Điện Biên Phủ này cũng là một trong những con đường khá là dài của những cái con đường ở Sài Gòn, dạ, tầm khoảng 7 km đường một chiều. Nếu như chúng ta đi buổi trưa như vậy thì chỉ là xe đông thôi, nhưng chúng ta đi cũng được. Nhưng mà những cái giờ cao điểm thì xe quá đông nên đi nó rất là chậm luôn anh chị. Đây là Đinh Tiên Hoàng đây, và ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ. Phía trước mình là cái đồng hồ của vòng xoay Điện Biên Phủ đó các anh chị, một trong những cái biểu trưng biểu tượng trên đường Điện Biên Phủ mình là cái vòng xoay có cái đồng hồ bốn mặt này cũng rất là lâu đời rồi, và rất là lâu rồi. Đây là vòng xoay Điện Biên Phủ nè. Mình sẽ tiếp tục đi thẳng, nếu như mình quẹo phải thì sẽ đi về trung tâm của quận 1 anh chị nhé. Đi về khu vực Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà. Đây là mình tiếp tục đi lên cầu Điện Biên Phủ nè. Anh chị thấy bên trái có chữ Samaco không? Một cái tháp cũng rất là lâu đời ở trên đường Điện Biên Phủ á, tháp canh của ngày xưa đó anh chị. Giờ thì họ trùng tu để làm một cái điểm nhấn cho Sài Gòn, cửa ngõ Sài Gòn. Đường Điện Biên Phủ đi qua tới bên đây thì rất là rộng lớn nè các anh chị. Ở bên trái mình là những cái làn xe dành cho ô tô rất là rộng lớn luôn. Bên phải mình đây cũng là dành làn xe dành cho xe gắn máy và xe ô tô đi tốc độ chậm hơn. Ai muốn đi lẹ hơn thì qua bên trái. Và qua bên trái có những cái làn xe rất là rộng, rất là to. Cái đoạn này thì đường Điện Biên Phủ đó là cực kỳ rộng. Chị thấy người ta bán dọc theo lề đường rất là nhiều vải bao ngọt 18.000 nửa ký và là 36.000 một ký. 36.000 thì nhìn chung cũng rẻ hơn so với các chợ rồi. Ở chợ thì bây giờ cũng cái giá vải rẻ nhất là cũng tầm 45-50.000, ở đó bán 36.000 thì rẻ rồi. Bán dọc dọc theo lề đường thì rất là nhiều nè các anh chị. Người dân họ bám trụ cuộc sống dọc theo những con đường ở Sài Gòn rất là nhiều. Và nói chung thì buôn bán cũng được, bởi vì nó thuận tiện hơn, người ta chạy ngang,
người ta tấp xe vào đã mua rất là dễ, nhất là những các bạn làm việc ở văn phòng thì chạy trên đường đi thì gặp cái món gì mua luôn, đến cái công ty, đến văn phòng mình ăn cho nó tiện, cho nó dễ. Hay là các anh chị thấy không, nó một bạn sinh viên che bịch nước trên xe nè, chạy mà có khát nước thì tấp vô những cái quán nước mía như thế này, nó sát lề đường. Mua một ly 10.000, 15.000 cầm theo uống rất là tiện, không phải vào quán mấy chục ngàn một ly thì rất là đắt đỏ các anh chị. Sinh viên, học sinh thì đâu có nhiều tiền để mà vào quán cà phê ngồi. Phía trước các anh chị đây là cầu vượt ngã tư Hàng Xanh đây. Đây là ngã tư Hàng Xanh. Nếu như các anh chị đi thẳng qua cầu Sài Gòn thì các anh chị sẽ đi lên cái cầu vượt đó. Nhưng mà cầu vượt đó là hình như là cấm xe Honda đi lên đó các anh chị, Honda phải đi ở dưới, chỉ có xe lớn nên đi ở trên đó. Đây là ngã tư Hàng Xanh, đi thẳng thì sẽ ra cầu Sài Gòn. Ở đây là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cắt ngang đây. Bên kia thì có một cái chùa Phước Viên, rất là cổ xưa cổ kính và lâu đời, nằm ngay góc ngã tư Hàng Xanh này các anh chị. Mình sẽ quẹo trái đi đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nha. Quẹo trái vào Xô Viết Nghệ Tĩnh, mình đi dài đối xe miền Đông nha các anh chị. Ngày xưa ở đây không có cái cầu vượt thì thôi kẹt xe gọi là triền miên và vô địch luôn. Bây giờ thì có được cái cầu vượt này nên rất là đỡ rồi các anh chị. Không còn cảnh kẹt xe tại cái ngã tư Hàng Xanh này nữa. Và ngày xưa thì phải nói là vô địch. Nhưng mà cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì cái đoạn này, cái đoạn trước với xe miền Đông thì cũng kẹt xe rất là nhiều. Không biết ngày hôm nay tình hình nó như thế nào, có bị kẹt hay không. Chứ con đường này thì được mệnh danh là kẹt xe rất là khủng các anh chị. Tuy là nó là đường một chiều nhưng mà nó kẹt xe rất là dữ. Hôm nay thì nhìn có vẻ là nó ổn hơn, thông thoáng hơn. Cái khu vực ở bên đây thì các anh chị thấy nó vẫn vậy thôi, bao nhiêu năm thì nó vẫn vậy các anh chị, nó không có phát triển như các quận trung tâm và các quận ven thì nó vẫn vậy thôi. Đây là cầu Sơn, cầu Sơn nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh gần tới bến xe miền Đông thì tình hình kẹt xe càng nhiều, bởi vì khu vực đó thì xe khách, xe lớn ra vào thường xuyên nên nó dễ bị gọi là cản trở giao thông, dễ dẫn đến kẹt xe. Ngày xưa mà các anh chị qua bên đây thì thường có dịp đi ngang cái đoạn này thì kiểu gì cũng ghé vào Thanh Đa làm một tô cháo vịt, gỏi vịt rất là ngon anh chị. Bây giờ người ta cũng còn bán nhưng mà nó không có nổi tiếng, nó không có nhộn nhịp như ngày xưa nữa. Bây giờ cũng còn vài quán bán cũng khá là ngon, cháo vịt, gỏi vịt. Thời mà những năm 2000 rồi đó các chị, rất là nổi danh, nổi tiếng bên đây luôn. Cứ nói đến cháo vịt là phải nói đến cháo vịt Thanh Đa. Thì sáng hôm nay em cũng đã dẫn anh chị đi một vòng ngắm lại cái con đường Điện Biên Phủ ngày nay xem nó như thế nào, và cũng như là tình hình Sài Gòn ngày hôm nay, thì em cũng xin dừng tổng lưu clip ở đây. Và hẹn gặp lại quý bác anh chị những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Em xin chào và hẹn gặp lại.